Hello tất cả anh em nha, và chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Biosagi đây, và chào mọi người đã quay trở lại với cái story mà Biosagi cho đấu trường chân lý này anh em ơi. Thì mình vẫn chưa biết build đội hình gì cả, nhưng mà mình đang tính chơi lửa anh em. Mà thua 5 trận liên tục rồi, một khởi đầu phải nói là không mấy thuận lợi cho lắm. Và mình sẽ hướng dẫn anh em cách kiểu như là để combat cực mạnh với cái đội hình lửa khi mà thua 5 trận liên tục như này nha. Không biết combat được hay không nữa, nhưng mà hên xui nha anh em ơi. Mình đang có Varus 2 nè, Kindred 1 nè, Mage 2 nè, và cả Ziram 1 nữa. Đội hình rất là tiểu học, nhưng mà từ từ, đang có rất là nhiều đồ mà mình chưa ghép. Mình có thể ghép được mũ phù thủy nè, cuồng đao nè, red nè, vòng âm nè, ma vũ, rồi đai lưng, rồi cung gỗ các kiểu hả. Có quá là nhiều thứ để ghép đi, và món nào cũng hợp lý cho cái đội hình lửa này của mình cả anh em ơi. Quỷ thư cũng hợp lý luôn nè. Đấy, quỷ thư cũng rất là hợp lý nè. Cuồng cung hay là mũ hồ thủy cho con Kindred cũng rất là hợp lý nè. Mình nghĩ là mình sẽ dồn đồ cho Kindred với lại Mage 2 cho nó gánh tem, tại vì hai con này là bóng tối nè mà. Và bắt buộc là khi mà đánh mấy cái này là phải có quỷ thư nha, chứ gặp mà mấy ông ánh sáng hay là mấy ông cái vuốt rồng cái kiểu á thì hơi mệt, và có giáp máu nữa, nên khi mà đánh là cái quỷ thư là cái món mà nghĩ là quan trọng nhất luôn á anh em ơi. Thì nếu như em thích cái series đánh đấu trường chân lý này, hãy đừng quên để làm một like ủng hộ mình nha, và đừng quên bấm cái nút đăng ký anh em, cũng như là bấm cái chuông để nhận thông báo mới nhất về những video mình đăng trên kênh hàng ngày nha. Cảm ơn em nhiều. Đấy, và ra từ đầu game đến giờ nha anh em ơi, từ đầu game đến giờ luôn vẫn chưa lên được 2 sao, không tin được, sự là quá là ảo đi. Mặc dù không ai đánh nha, mặc dù là không ai đánh dài ra zoom các bạn ơi, mà không lên được 2 sao, thật là vô lý. Cái đồ này là mình có thể ghép được cuồng đao đi, cuồng đao cho Kindred đi, cái này nước mắt. Tí nữa mình sẽ lấy thêm một cục nước mắt nữa, mình bỏ vô cho Kindred là lấy được cái quyền trường đại thiên sứ, là nice luôn. Cố lên nha anh em ơi, cố gắng lên, đừng để thua nữa mà. Thua nữa thì chết tôi, mấy ông giáo ạ. Hay rồi, hay, ủa bắt đầu mạnh rồi đó, bắt đầu mạnh rồi đó. Nhưng có con Varus 2 sao mình mới nâng hồi nãy anh em, với lại Dana 2 á, bỏ vô ui phát gánh tem ngay với đùa. Đã rớt, thằng cậu biến hình. Thằng cậu gặp mảnh thú cái bị sách đào luôn. Ui, Bran này, Kindred này, toàn công 4 tiền không à, what the fuck. Mình mới level 5 mà tỷ lệ ra 4 tiền chỉ có 5% thôi mà nó ra một lúc 3 con 4 tiền. Đùa. Đùa mình sao? Cái con Kindred này nếu như anh em lên được 2 sao sớm mà lúc đầu game á thì thực sự nó gánh tem cực lực luôn, mình nghĩ là lực vái cả đái luôn á anh em. Là nó bút bóng tối nữa. Phê lắm. Con này Vega 2 rồi, gặp ông này hơi mệt, quăng phát chết như cái đội hình của mình luôn á. Đội hình mình toàn tiểu học không à. Thiếu nhi không á anh em. Có người chơi Kindred giống mình nè, có người chơi bờ răng cái kiểu nè, bị ké tướng nhiều quá, ké tướng nhiều quá. Cố lên, come on baby. Ui, Varus làm một cái quả, ui. Hai con Varus, hai cái quả quy, đánh tem luôn á. Được của nó luôn, hai con Varus đem nhiều nhất kìa. Nó làm một quả quy, đi theo đường thẳng cái, hiện chết hết tiền bạn luôn. Sướng, tê cái người luôn anh em mày. Ok, mình sẽ lấy nước mắt nha, hoặc là lấy cái món đồ gì đó hợp lý cũng được. Không có nước mắt rồi. Không có nước mắt rồi anh em ơi. Quá buồn. Chỉ cần nước mắt thôi mà đi chợ không khó luôn. Đồ mình sao? Lấy cái gì đây ta? Ok. Lấy kiếm bếp cũng được anh em à. À, không có nước mắt kìa, thiệt cái đồ ở đây. Tôi đang giỡn hay đang mơ? Ba lửa hai xạ thủ bóng tối. Ok, tí nữa mình nâng cấp lên, mình bỏ Enly với gà Yara và là cái triệu hồ với lửa luôn. Ui, April một phát hai con, nhưng mà mình không chơi. Ok, mình sẽ roll nhẹ nhẹ nha, lên 3 sao Dana với lại Varus đã. 4 tiền ra hơi nhiều cho bạn. Yara nè. Ui, cuối cùng cũng lên 2 sao quá anh em. Yara đó nè. Mừng lắm đó. Cố lên.
anh em biết mình vẽ tới mức mà mình để mây dây hai tăng là anh em biết cỡ nào rồi chứ gì. Có lên nha anh em, đừng để thua nha. Và rớt gánh tem đi em ơi. Ui, và rớt cái bốc hơi rồi. Ok, mất chuỗi thắng rồi. Cái HANG à, anh Khang này. Hôm nay Vladimir đồ mày thế giới à. Đồ thế giới nè. Ma vũ rồi, kiếm súng rồi, vút rồng nữa. Đồ thế giới mẹ rồi, chứ gì nữa. Ồ, Varus nè, Yara nè. Có cả Yorick luôn, what the fuck. Mình không có mua. Kindred, nice. Ủa, nãy giờ tìm Kindred thôi đó. Nãy giờ mình tìm Kindred thôi đó anh em ơi. 2 sao rồi, ok, đội hình của mình đang khá là hợp lý. Bỏ Yara rồi. Mình sẽ mất không mất cái gì cả. Ok, không mất búp gì cả, ngon. Mình cần giọt nước mắt cho Kindred nữa để cho nó cánh tem anh em. Kindred cánh tem ác lắm. Tại vì mấy cái cú nhảy của Kindred đó là ngăn đối phương hồi máu nha. Thứ nhất đó là còn thứ hai nữa là không bao giờ hụt được. Nhảy chắc chắn là sẽ gây sát thương nha anh em ơi. Dù là ma vũ, dù là dắt quay tay hay là dù là cái gì thì nhảy chắc chắn là vẫn sẽ gây sát thương nha. Nên là một con gánh tem và nó là siêu siêu lực luôn. Hôm nay vừa la đồ thế giới rồi. Gánh tem là mắc nứng luôn. Còn nó gánh hết luôn nè, nó con hết luôn á. Bãi đái thật chưa. Ui, 7 trận thắng liên tục luôn à. Ôi, hôm nay được quá vậy. Mình muốn up lên 3 sao nè mà, tại vì hệ lửa mà. Lên 3 sao thì nó gánh tem ác liệt hơn. Varus nè, thôi rồi. Trận này có nguyên tố lửa nữa, vậy là mình có thể có 6 lửa từ rất là sớm nha. Đối với con Qiyona này, mình không nhất thiết là phải có gấu hoặc là không nhất thiết là phải có Brand. Thì mình vẫn có thể có 6 lửa rồi, nhưng mà trận này mình có Brand luôn, có Qiyona luôn. Nên mình up 6 cái là có 6 lửa liền luôn á. Nhưng mà cứ từ từ, mình muốn mạ vàng cái tên mình đã anh em ơi. Có tiền, ok, có đồ đây, nước mắt. Nice! Ui, được quá nhờ. Chuẩn đồ luôn các bạn ơi. Nước mắt cho Kindred luôn chứ gì nữa. Có Red luôn nè anh em. Giáp hồi sinh hay Red ta, Red đi. Red siêu siêu đốt luôn. Kindred nè, bán cái này đi. Ui, what the fuck. Ok, mình roll xuống tầm 40 đồng đi. Dana rồi, uầy, một phát roll ra một phát ba con Kindred luôn anh em. Kindred sắp 3 sao cờ mở luôn nè. Uầy, mình roll một phát thôi ra ba con Kindred luôn. Kindred sắp lên 3 luôn. Vãi, cái gì mà hên dữ vậy. Uầy, ảo thật sự luôn á, ảo thật sự luôn á anh em ơi. Không có tin được luôn á. Trời, Kindred 3 đồ nó bắn cho nhức nách luôn, nhức cái nách luôn. Ôi, Kindred 3 đồ mà một cái búp lửa, xạ thủ, bóng tối, một mình nó 3 đồ, 3 búp. Nó gánh tem nực mắt, mắt nực luôn. Varus nè, con Varus sắp 3 luôn nè anh em. 2 Varus, 2 Kindred là 3 sao, 3 Yara, 3 Dana, cũng lên 3 sao hết tất cả rồi. Hợp lý luôn các bạn. Nhưng mà trận này mình thấy anh em kết hơi nhiều, ông này có Kindred nè. Ông kết Brand nè, ông kết Yara với Varus nữa, tại vì có ông chơi cung thủ nữa. Hơi khó lần bài sao hết. Bảy mình nên ghép giáp hồi sinh cho Kindred thôi. Tại vì cái nội tại Kindred là ngăn giảm hồi máu rồi mà mình còn ghép cái Red nữa. Nhưng mà không sao. Cái nội tại của Kindred là nội tại khi sử dụng skill nha anh em ơi. Còn bắn thường thì nó vẫn không có giảm hồi máu được. Nhưng mà thêm cái Red này thì chắc chắn là giảm được hồi máu rồi đó. Mất mẹ Kindred rồi, cái đầu xanh đó. Ông này khai dít, trời ơi 2 sao rồi. Đồ kìa. Ai mà chơi với ổng đây, ông tính lắp 2 cây vô cực à. Kindred nè, bán ok. Rồi lên 3 sao luôn đi, một con nữa, một con nữa. Dana nè, bán con này luôn đi. Rồi Kindred 3 sao ngay level 5. What the fuck. Anh em tin được không?
Mình là mình không tin được ở đây nè mọi người. Kinric 3 sao ở ngay level 5 nha. Ngay level 5. Vãi cái đá thật 3 sao rồi. Giờ thu hộ cái. Thật sự luôn, một phát nhảy một chết kìa. Wow. Nhảy một phát chết nữa. Wow. Coi kìa anh em. Một phát nhảy là chết nữa. Thằng này bờ rôm nó có cái khiên anh em. Ok ok, một khởi đầu cũng được anh em. Tại vì ông này mạnh quá chứ không phải là mình yếu. Ông này level 8 rồi. Vậy là lấy 5 đánh 8. Và là ông top 1 nữa. Ui, Kinric 3 sao level 5. Vái cả lình thật. Mình nếu được thì mình sẽ lấy gì? Mình lấy bóng tối luôn hoặc là mình Từ từ. Ok, lấy cái này đi. Tại vì lấy gì mình cũng không bỏ vào được anh em à. Lấy gì mình cũng không bỏ vào được. Không có slot bỏ. Cứ từ từ thôi. Bóng tối thì dễ mà. Mình kiếm Viga với Viga với con Sơn là đủ. Không nhất thiết là phải cần gì. Di giờ mua về là mình sẽ không lên được 2 sao. Không cách nào lên được 2 tại vì mình cũng không có nơi cô nữa. Ok, giờ nhiệm vụ của mình là up cấp, mình bỏ vào 6 lưỡi thôi là được. Hoặc là thích. Ui, Yara nè. Mình gần lên hết 3 sao nguyên cái team mình rồi nè. Varus rồi Yara rồi các kiểu nè. Mình Ronin anh em ơi. Con Qna này ra cực nhiều luôn á. Mình thề. Mua nãy giờ là mình chắc chắn là lên 3 sao luôn á anh em. Đấy, nữa nè. Phải lên chưa? Nhưng mà mình muốn mang khác lên đã. Varus nè, ui, cấn quá nhờ. Nâng ly, rồi. Mình roll phát lên 3 sao hết đã anh em. Qna ra hoài cho main Varus 3 nè. Rồi, hợp lý luôn. Ok, dài ra sắp 3 rồi, dùng đồ cho nó cũng một ý kiến tuyệt vời. Kinric một phát, nhảy một phát. Uầy. Coi nè anh em, một phát nhảy là một đứa chết luôn á. Coi kìa. 7.000 dam. Nó nhảy một phát là 1.000 dam anh em ơi. Một phát nhảy là 1.000 dam. Nhảy một phát là chắc chắn chết luôn. Nó không có đồ tăng. Kinh thiệt. 3 sao ở ngay và 5 thì chơi bờ gì đây. Hôm nay có xin kịch rồi. Bờ đúng lên đó. Nó lầy chưa. Qna nữa nè, Dana 3 sao nè, Qna ra ngoài luôn mình thề. Mình mua là chắc chắn lên 3 sao nhưng mà mình hết tiền anh em ơi, con này 3 đồng lận. Nên mà mua mình không có đủ, mình không có đủ tiền để mình non anh em ơi. Vì thứ nhất con đó 3 tiền. Bán đi nhờ. Hay là cứ để đó một tí mình non mình bỏ vô ta. Tại vì mình muốn dùng đồ cho Yara nữa mà, mình muốn bỏ cái quỷ thư này cho Yara luôn á. Ok, Kinric sẽ mất bóng tối nhưng mà sẽ có 6 lửa. Chúng ta sẽ mạnh hơn một chút. Coi thử 6 lửa nó mạnh hơn được nhiều không. Trời ơi, một phát nhảy kìa. Trời ơi. Kinh thiệt. Mặc dù mất bóng tối này mà, nhưng mà nhảy khi mà mất bóng tối nó sẽ ít đam hơn. Nhưng mà nó đốt sẽ đau hơn. Cái sốc đam nó sẽ bớt đi. Nhưng mà cái lượng thời gian theo cái lượng đem theo thời gian nó sẽ tăng cực mạnh luôn á. Ok, có quá nhiều con 3 sao, thật sự là mình không biết dùng đồ cho con nào cả. Dana, Varus, Kindred sắp dài ra 3 luôn, không biết dùng đồ cho con nào cả anh em ơi. Quá tuyệt vời, một pha combat cực mạnh khi mà có Kindred 3 sao. Ok, con Qna nha, mình thề với em luôn. Đầu game này mình mua á, là chắc chắn là 3 sao. Nhưng mà mua con đó thì không đủ. Thứ nhất là không đủ slot để chứa. Thứ hai là mình không có đủ tiền. Ủa, có mũi thư luôn nè. Vậy là khỏi cần bán Mayaha luôn anh em ơi. Qna nữa nè. Vậy là mình khỏi còn bán Mayaha rồi. Mình có mũi thư luôn nè. Sát thủ thiếu một con nè. Mũi thư cho Bran này, Yara ta. Một run nãy cũng ác lắm. Ok, bờ ra đi. Bờ ra nãy ác lắm anh em.
thấy chưa, cho quỷ thư cho con kia là nó đi sớm rồi, tại bờ răng cũng mình mới mồ bò anh em mà nó mới chịu được lâu. Ok, nhưng mà mình mạnh thì mình làm gì mà chạy đúng, kinh rít 3 mà, và rít 3 nữa. Uầy, Olaf kìa, uầy Olaf đồ thế giới luôn nè. Anh em đồ chuẩn không à, anh em toàn đồ chuẩn không. Mà Gia nữa nè. Chẳng này nó chơi băng tộc nhiều quá, băng tộc với con Olaf á khá là nhiều mảnh thú nữa. Ta. Mình mới level 6 à, mình cần up 7 đây em ơi, up 7 bỏ con Maya vô lấy bóng tối nè. Level 9 rồi. Ok, xem thử chất lượng hay số lượng nó sẽ hơn nha. Chất lượng hay số lượng đây, anh em đoán đi. Dăm 3 mới level 9 này. Nhảy, đó, một phát. Nhảy, một phát. Ui, cái mảnh thú khó chịu thiệt á anh em ơi. Mảnh thú khó chịu thiệt á. Còn 25% máu là tự chết luôn. Yếu hiểu. Đáng lẽ là mình thắng á, nhưng mà do cái mảnh thú á anh em. Cay thật sự. Cái con khai cái con khai dích này là kèo đến sáng mai rồi ông giáo à. Ma vũ rồi. Cái ma vũ là khai dích cái là khóc luôn á. Olaf câm lặng của đến từ vị trí của KH ANG nè, khá là khó chịu. Câm lặng cực kỳ khó chịu với cái cuộc chiến đánh lan. Ok, mình không được để thua nữa nè em ơi, thua là chết mình luôn á. Dài ra đâm má. Có con dài ra không mà tìm nãy giờ không ra đó. Cố lên. Có bóng tối là bắn khác ngay em ơi, bóng tối là bắn khác ngay, một nhảy là một mạng, một nhảy hơn 1000 đam. Holy shit. Trời. Uầy. Uhu, 10000 đam em ơi, kinh rít 10000 đam. Kinh thật, bỏ bóng tối vô là nó khác liền á, thật sự luôn. Bóng tối vô là khác bọt ngay luôn á. Nhưng mà nãy mình lúc đầu game mình không bỏ là tại vì mình muốn mạnh tập thể chứ không phải là mạnh riêng thằng Kinred đây này mà. Có Yara nè, nhưng mà đừng có mày Yara ánh sáng. Vãi lìn. Yara ánh sáng à. Hơi bị tấu hào một chút. Thôi cứ từ từ. Yara là kiểu gì mà roll mà trả ra anh em. Yara thề kiểu gì roll mà trả ra. Yara ánh sáng hơi bị tấu hài. Cái đồ này bỏ cho con Varus nó bắn ngon hơn. Hoặc là con Kuna. Hay là con Dana thì cũng được. Lúc thép à, lúc lửa là có 9 lửa luôn á. Lúc lửa là tí vào live game mình kiếm được một cái lửa nó là lửa. Đấy, King Red mà có 4 đồ chắc mình dồn hết đồ thì King Red nó bắn mắc nực luôn á. Với lại nãy mình sợ mình lấy Yara ánh sáng về á, nó rớt đồ ra, mà rớt đồ này mình chưa biết, rất là hên xui đây mà. À, nó đâu có rớt đồ đâu đúng không? Ừ. Tại vì có bỏ bút Red cho mà. À, mà không sao. Ok, một tập phim thì không nên có quá nhiều nhân vật chính, cho kinh rất là nhân vật chính là đủ rồi. Lão Lâm Tặc kinh bách cực mạnh với cái đội hình cùng chiến của mình. Level 7 mình còn là level 8, level 9 nữa. Level 9 em ơi, level 9 thì mình sẽ có level 8 nhá. 6 lửa 4 bóng tối là phải level 9. 6 lửa 4 bóng tối là phải level 9. Còn nếu mà muốn 6 lửa 4 bóng tối level 8 là phải có một cái lửa nhân tạo. Không thì sao mà được.
Olaf nè, gặp lại Lâm Tặc nè, coi thử là mạnh như nào nha. King Red, nhảy đi em ơi, một nhảy một mạng nè. Tiếp tục đi, một nhảy một mạng nè, tiếp tục đi. Nice. Ui, Olaf kìa. Trời ơi, Varus với King Red nó gánh, thay nhau mà nó gánh luôn á em. Hai thằng bằng đam nhau luôn mà, kinh thật chứ. Lại Lâm Tặc comeback không được chứ mình đâu bạn. Ông này gặp cái con Vlad này là khóc luôn chứ gì nữa. Quá nhìn nó tội ghê chưa. Tội ghê chưa. Ui, à, ông đó là chơi Vlad. Ông gặp Minh Thảo official. Có giải giới nè. Ủa, mình đang rất là thắc mắc nha anh em. Nếu mà mình đắp cái giải giới này cho con Yara thì cây của Yara nó có bắn giải giới không ta? Tại vì mình cũng chưa bao giờ mình test cả. Thật sự, tại vì có giải giới là mình sẽ dùng đồ cho con khác nó gánh tem lực hơn á. Thà mình dùng đồ cho Varus nó bắn giải giới xong rồi các kiểu ngon à. Mình chưa bao giờ test cái con Yara này là cây có bắn giải giới hay không. Nếu như anh em test rồi hãy đừng qua bình luận ở phía dưới nha, để cho mình biết anh em à. Lần sau mình lắp nữa. Có thì được luôn, lắp được giải giới được thì ngon luôn, hơi bị lỗi đó. Mình lắp cho Varus ngon hơn anh em. Vì đang nói xếp hạng mà. Không có nên nhay được. Ok. Ron kiếm Annie thôi. Annie nè, cái lúc ánh sáng à, đùa. Lúc ánh sáng đùa sao, lúc lửa là 7 lửa rồi. Lúc lửa là 7 lửa 100% luôn anh em ơi. Tại vì mình có Qna lửa mà, đâu cần phải có lửa nhân tạo là mới 7 lửa. 6 con lửa là bình thường nha, xong một thêm con nguyên tố Qna là 7 lửa. Còn lúc là 2 lửa đó là 9 lửa rồi. Mà bây giờ lúc toàn ra lúc Sida hộp gà không à. Bực ghê á. Lúc mà lửa là chắc là mày bấy thế giới luôn rồi. Cái con Vla này mày đồ đó. Nhìn hơi nản nhưng mà cầm con King Red của mình cũng tắt thở à. King Red của mình bắn thì sao mà hụt được. Minh Thảo rất là mạnh nha, nhưng mà rất tiếc. Giờ tìm Yara mới khổ nè. Level 8, 15% Ron là Yara. Một sát thủ, một độc mạnh thú, một cái kia là cái gì. Yara, ui vừa mới nói luôn, lên 3 luôn. Tuyệt. Tuyệt vời. Ui cái con mẹ rồi, 6 pháp sư và vay Vega 3 sao. Hơi căng đó, ai đó xử giùm thằng đó giùm mình đi. Come on. Trời ơi, King Red nó gánh kìa. Trời ơi. Không kịp thở luôn à. Con này bé rồi, Vega 3 star mà 6 pháp sư nữa. Nhưng mà mình tự tin luôn á em ơi, là mình có thể khắc chế ông này 100%. Mình tự tin luôn, tại vì tên của mình là 1, 2, 3, 4 con 3 sao. Mà King Red nam chính, anh ta cũng 3 sao và full đồ. Vậy giết hộ mình cá luôn, chấp Vega 3 sao luôn á, 6 pháp sư luôn. Giết hộ mình các bạn ơi. Mình non được con Sun 2 rồi mình sẽ bỏ vào mình thay con Di nha. Sun nó tăng một tí, tại vì team mình không có tăng, team mình thiếu tăng cực kỳ luôn. 4 set à, ui. Ông này lúc ra set chuẩn luôn nè, còn lúc mình đi không lãng kèo ghê. Ok gặp nè, cho ông này đi luôn nha anh em. Dăm 3 cái bài sao. King Red bắn đi em. King Red bị hất tung nhiều quá nè em. King Red bị Talia hất tung rồi bị Nami rồi bị Nautilus mày không được chơi. Ê cái lửa nhân tạo nè. Mình nói nữa, nói đúng vừa nè em. Cái chọn này mình không cần lửa nhân tạo thì mình vẫn có 9 lửa nha. Lát cái lửa nhân tạo này là 10 lửa con mẹ luôn á. Lúc là 9 xong rồi con Qna nó là 10 luôn á anh em. Lúc ra lửa là ngon cực kỳ rồi. Hơi xui, chuyện này hơi xui.
Nữ nhân tại là mình sẽ, chắc là mình sẽ gắn cho Maya thôi chứ con nào nữa. Ok, Maya thôi chứ. Ờ đúng rồi, con này lửa ngon. Mình test thử nha anh em, tại vì thật sự luôn, bờ con sên này mình chưa bao giờ mình gắn lửa thử. Con Maya gắn lửa thì quá là bình thường rồi. Mình thử gắn cho con sên nha. Chứ gắn Maya thì anh em biết biết gì không? Nó là mạnh quá. Lại mạnh quá anh em ơi. Thôi giờ này chơi 6 lửa được rồi, giờ này lúc không độ, lúc không độ thì chơi 6 lửa là quá đủ rồi, chứ không cần nhất thiết phải là 9 lửa. 6 lửa và 4 bóng tối này mà. Kinred nhảy đi em. Bị stun kìa, bị động nữa kìa. Come on, no. Chết con mẹ nó Kinred rồi. Đừng chết nha, đừng có thua nha, đừng có thua nha. Đừng có thua nha. Đừng có thua, nice. Hai máu ở đây mà. Cầm bắt được. Thắng được, thắng được, thắng được. Mày nó khó thiệt. Ok. Sơn 2 rồi các bạn. Được rồi. 4 bóng tối, 6 lửa, 3 triệu hồi. Đấy, và hai xạ thủ, đội hình phải nói là trong mơ luôn á. Mình gặp ai đây ta? Mình gặp bóng hoặc là gặp người thiệt của ông top 1 hoặc top 2. Mình nãy mình gặp người thiệt của ông top 3 rồi. Giờ mình sẽ gặp bóng của ông top 3 hoặc là người thiệt của ông top 1. Ok, gặp người thiệt của ông top 1 rồi. Cố lên nha, đừng có thua nha các bạn. Mất mẹ của Annie rồi. Nice. Kinred bắn chết cái con Vega của ổng rồi kìa. Được chưa? Như nào chết luôn đi. À, căng quá. Ui em kia đánh không lại bản sao luôn. Ok. Hơi căng, hơi căng. Cái đội hình này Kinred là 59 anh em ơi. Kinred là 59 nha. Bốn bóng tối. Mình dùng hết đồ cho Kinred. Talia 3 luôn kìa. Wow. Vula 3, Talia 3, Vega 3 luôn. Không là nhân phẩm mà mày chờ đồ à. Cố lên. Má cái con này ra đồ Sida quá. Con này ra đồ kỳ quá bạn. Đồ này ai chơi với bạn? Mẹ. Gặp phép mà cho cái cây ngục đùa. Em đi hai cái coi. Em đi hai cái coi. Khó vậy. Mắc xui luôn. Thờ. Mắc xui. Ông này không chơi Annie. Không ai chơi Annie cả. Chết hết rồi. Mà Ron Annie không ra một con. Mặc dù mình đã lên 18 rồi nha. Phải thật chứ. Come on, come on. Cố lên anh em ơi. Ui Vega được bút đất nữa kìa. Hên vậy. Con mẹ rồi, Vega nó quăng nhiều quá bạn. Giết Vega. Nãy sơ. Cố lên, cố lên. Anh em. Gấu. Gấu ơi. Come on. Gấu. Tap được, gấu. Nãy sơ. Chưa chết luôn. Ui nó căng kìa. Căng cực kỳ luôn. Sao vậy, sao gấu mình nó mạnh vậy anh em? Mà tại sao nó không chết? Ui con vi cổ, con ma pha đồ chuẩn nữa kìa. Ma đồ ngon quá. Mà cơ. Con ma pha đồ kìa anh em. What the fuck. Đồ mày đúng. Đúng chuẩn sách giáo khoa luôn á. Hên vậy. Ok, cố lên nhà anh em ơi. Phải thắng, à, không bị ghen á, đúng là một thế lực mà. Ám ảnh thiệt. Kinred ơi, bắn đi em ơi. Thấy gấu đi anh đi, rồi. Giết con Vega, giết con Vega. Hãy, rồi xong. Mày như nào. In game GG, ok. Và tạm biệt tất cả đất nhà, và hẹn lại anh em về đường sau. Chắc là nhớ làm và stay mà mình nhớ anh em ơi. Quá căng luôn.